Tường thập giá tha tội. Trong một ngôi nhà thờ bên trong tu viện San En và San Josep ở Cordoba, Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hội rất tôn sùng, đó là tượng thập giá tha tội. Tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh, có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau. Một hôm có một tội nhân đến xin tội với vị linh mục chính xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngâm đe nhiều điều. Tội nhân ra về lòng cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng tính nào tật ấy. Không bao lâu người đó sa ngã lại. Lần này sau khi anh xin thú tội lỗi, vị linh mục lại đe dọa: đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông. Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới chân linh mục cũng bên dưới cây thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này vị linh mục đã dứt khoát. Ngài trả lời: ông đừng có đùa với Chúa, tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa. Nhưng lạ lùng thay, vị linh mục vừa khước từ tội nhân thì ông bỗng nghe một tiếng thì thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy như sau: chính ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải ngươi. Chính ta là người được ơn tha tội. Và con, vị linh mục, chỉ là người đại diện ta để tha thứ cho hối nhân. Từ đó bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế như không ngừng mời gọi con người đến để được ban ơn tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, vào lòng thương xót, con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót vô bờ bến. Chúa đã tha tội cho chúng con, Chúa đã cứu chuộc chúng con, đổ máu ra trên cây thập tự để cứu rỗi nhân loại. Xin cho chúng con được ơn hối cải và biết chừa lánh mọi tội lỗi, biết tránh những nghiệp tội, không lợi dụng lòng thương xót Chúa vô bờ. Và lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ muôn đời hồng ân Chúa cao vời, đã tha thứ, đã hy sinh, đã chết trên cây thập tự, trần truồng như một tội nhân, để cho chúng con được ơn tha thứ muôn đời. Amen.